Thưa quý vị, công tác đối ngoại nhân dân được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng trong năm 2023 này. Vì vậy mà kể từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động giao lưu trao đổi với Hội Cựu chiến binh tỉnh Salavan, Lào nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết hợp tác giữa tổ chức hội hai bên. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Đây là chương trình tham quan học tập một số cơ sở sản xuất kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ trên địa bàn huyện hòa vang trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại đà nẵng của hiệp hội cựu chiến binh tỉnh salavan lào mới đây theo đó đoàn đã đến tham quan mô hình nuôi ếch thương phẩm trong bể xi măng của ông vũ công thành và mô hình trồng bưởi da xanh của ông nguyễn văn hữu cùng tại xã hòa ninh huyện hòa vang các thành viên trong đoàn đã tích cực trao đổi với tinh thần cầu thị và đã tiếp thu được rất nhiều cách làm hay những kỹ năng kinh nghiệm hữu ích trong chương trình làm việc ở thành phố Đà Nẵng thì à, ngồi cái trao đổi một số cái công việc chung của công tác hội hai bên thì cựu chiến binh thành phố tạo điều kiện để đưa đoàn đi nghiên cứu học tập một số cái mô hình về cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi ở các cái địa bàn của thành phố Đà Nẵng để cho bạn có thể là nghiên cứu rút kinh nghiệm về áp dụng vào cái phát triển kinh tế cho cựu chiến binh của tỉnh Sơn La ngoài việc tham quan học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế thời gian qua hội cựu chiến binh thành phố và hiệp hội cựu chiến binh tỉnh salavan lào còn tổ chức nhiều chương trình đối ngoại trên nhiều mặt lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm xây dựng hội giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và đặc biệt là tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và chuyên gia việt nam đã hy sinh trên đất nước lào chúng tôi đánh giá rất cao hoạt động đối ngoại hợp tác giữa tổ chức hội hai bên trong thời gian qua đặc biệt là sự hỗ trợ tạo điều kiện của hội cựu chiến binh đà nẵng vì vậy chuyến thăm này không chỉ nhằm đánh giá lại kết quả chương trình hợp tác mà hai bên đã ký kết mà còn góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa cựu chiến binh đà nẵng và salavan nâng cao hơn nữa truyền thống đoàn kết chiến đấu đặc biệt sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng nhà nước nhân dân với chương trình hợp tác giai đoạn mới của hai tổ chức hội các hoạt động thăm giao lưu đối ngoại trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên hơn đồng thời luân phiên hai năm một lần hai bên sẽ gặp nhau để đánh giá rút kinh nghiệm trong thực hiện chương trình hợp tác tạo điều kiện cho hội viên trao đổi tìm cơ hội hợp tác kinh doanh cơ hội đầu tư góp phần nâng tầm quan hệ đối ngoại giữa cựu chiến binh hai địa phương